Xin chào các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn cho các bạn tính năng gọi thông minh trên Samsung A5207. Tính năng này cho phép các bạn lựa chọn SIM, nhà mạng của bạn phù hợp với SIM bạn muốn gọi. Trước tiên mình sẽ vào phần ứng dụng, sau đó phần cài đặt. Tiếp theo mình chọn phần kết nối, rồi quản lý SIM. Rồi mình đưa vào phần tìm nhà mạng phù hợp. Rồi sau đó mình bật cái phần này và luôn bật cái phần luôn hỏi này. Rồi sau đó bạn có thể vào phần danh bạ mà bạn muốn gọi. Ở đây mình có thể chọn 3 nhà mạng Mobi, Viettel và Vina. Thì trong SIM điện thoại này mình đã gắn là 2 nhà mạng là Mobi Phone và Viettel. Thì trước tiên mình sẽ chọn Mobi Phone. Rồi mình có thể phần gọi đi. Thì mặc định máy sẽ hỏi chọn Mobi. Rồi máy sẽ tự động gọi đi. Mặc định là khoảng cho mình 3 giây cho phép mình luôn sẽ hỏi mình. Rồi tiếp theo mình chọn phần là Viettel. Gọi. Rồi, máy sẽ tự động nhận dạng là Viettel, nhà mạng Viettel. Đối với nhà mạng Vinaphone nó không nằm trong cái SIM bạn đang sử dụng. Sau đó mình vào phần cài đặt, kết nối, phần quản lý SIM. Thì mình có thể tùy chỉnh trên đây là cuộc gọi này. Cuộc gọi này mình chọn luôn hỏi, hoặc là chọn tùy chọn SIM 1, SIM 2 mà muốn thiết lập. Mình đã chọn luôn hỏi trước đây. Sau đó vào phần danh bạ. Rồi tiếp theo mình chọn Vinaphone. Thì khi gọi máy sẽ luôn hỏi cho bạn là chọn SIM 1 hoặc SIM 2 Viettel. Nếu bạn chọn thiết lập mặc định là SIM 1 thì nó sẽ có hiển thị 3 giây trên đây. Là mặc định 3 giây sẽ bắt đầu gọi. Mình chọn Vina. À xin lỗi, Mobifone. Ok. Đây. Với tính năng này cho phép bạn có thể tiết kiệm được thời tiền trên cái tài SIM quản và phù hợp với SIM sử dụng mà nhé. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.